Nè, biết gì chưa? Hôm nay không biết thời tiết của trời là nắng hay là mưa. Nè, nè nè biết gì chưa? Cứ sao ngào cái dậy sao tôi ngủ thêm được nữa. Chuyện ông tám, chuyện ba tám, chuyện vừa xong, chuyện hôm qua. Tôi đâu có đảm bảo rằng chuyện tôi vừa kể là đúng nha. Nhưng mà tôi phải nói ra nếu không xảy ra chuyện lớn. Ê con này đẹp, con này xinh, chuyện anh kia muốn tỏ tình. Khu chung cư nhỏ nhỏ xinh xinh nó lắm chuyện bất thình lình. Bà tám thì dễ tính, ông tám quá thông minh. Lời sống quá văn mình có điều hơi đau đầu nhức óc. Hình như cái chuyện mới xảy ra, tại sao cô bé kia ngồi khóc. Ây da, nè nè biết gì chưa? Có chuyện gì vậy hả? Nè nè biết gì chưa? Chẳng có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Nè nè biết. Chị Phát. Chị. Chị hay chuyện gì chưa? Chuyện gì? Ông Cường Thịnh đăng cặp với con Lâm Xuân á. Trời, chị định kiếm em mới nói chuyện đó nè. Bộ chị biết rồi hả? Trời ơi, không những biết nha, mà chính mắt chị còn tận thấy là ông Cường Thịnh đó, ông quỵ lụy con Lâm Xuân. Bộ có chuyện này hả chị? Có. Trời ơi, mà em biết không, ổng gian xin, ổng nài nỉ. Mà coi bộ con này nó cứng lắm em. Mà con nhỏ đó nó cũng nhận biết bao nhiêu quà cáp của ông Cường Thịnh rồi còn gì. Từ khi mà hai người đi Thái Lan đó. Trời gì em, mình nhận quà là nhận quà, còn cái việc mà mình có đồng ý hay không, mình có quyền từ chối hay không là chuyện bình thường. Mà cái con nhỏ này nè, nó cũng thuộc cái dạng đào mỏ đó chứ. Mà lúc nào cái mặt nó cũng dênh giáo, nó làm như là nó cao sang lắm vậy. Bích, 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 em đang định tự tát vô miệng mình đó hả? Sao chị nói em vậy? Ủa chứ hồi đó em nhận quá trời quà ông Cường Thịnh còn gì nữa. Thì trước khác giờ khác. Khác gì? Giờ em có nhận cái gì của ổng nữa đâu. Thì đúng rồi, em đã từng mong ổng lên luôn mà, nhận quà cáp gì nữa. Thôi, chuyện qua rồi. Không thì... Gì chị? Em có muốn chơi con Lâm Xuân một vố không? Bộ chị có cách gì hả? Trời, không cách sao nói em được. Biết gì chưa, hơi năng ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa, tôi cũng đâu phải giảng vừa. Ok. Ông chọn được cô nào không? Anh chọn được chưa? Tôi không chọn được. Mà nói thật với ông nhá, đây tôi ý, thì tôi muốn giữ con bé Thủy ở lại. Thế nhưng mà bà Thơ thì bà lại không muốn. Thôi bây giờ tôi lệnh cho anh như vậy, anh vừa làm đẹp lòng bà Thơ mà không đuổi bé Thủy. Ông lệnh cho tôi. Mà này, tôi bí thì tôi mới nhờ ông. Chứ ông lại lệnh cho tôi kiểu ấy, tôi nói chuyện với ông làm cái gì? Hả? Tự nhiên người anh em nói nóng với tôi à? Tôi với người anh em đồng thuyền đồng hỏi mà. Ha này, tôi nhắc lại nhá, không bao giờ tôi là anh em với ông nhá. Gì á? Người anh em bị phiền à? Làm sao? Người anh em bị phiền à? Phiền cho nào nó chữa phiền cho. Này, tôi nhắc lại lần cuối nhá, tôi không anh em gì với ông nhá. Ô, tôi nói mà ông điếc à? Hả? Nước đổ đầu vịt à? Không hiểu à? Bây giờ tính sự việc là sao đây? Tức canh hát và nó mồm này, cứ nói. Thì bây giờ cứ làm sao? Sao? Tôi không muốn ông nói là anh em với tôi. Ủa? Hai chú đang làm gì vậy? Hiểu chưa? Hiểu không? Hiểu không? Đấy. À, muốn kéo ông ấy gần gần lại hơn. Sao tự nhiên chú muốn kéo chú Lý Sự lại gần chi vậy? Ô, kéo gần lại để nhìn cho nó rõ mặt. Trời đất ơi, sao giống câu chuyện cô bé Hoàng Khăn Đỏ quá vậy ta? À, đúng. À, chú nè, giống như cậu bé Ngây Thơ Hoàng Khăn Đỏ. Còn ông ấy giống như là con chó xám trong khu rừng u ám á. Này, ông bảo ai là chó sói đấy? Hả? Sói xám đấy? Hả? Nhưng mà đó là sự thật á. Này, sự thật cái gì? Nghe thấy buồn nôn. Nhưng đó thôi, là thôi, 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 qua đây. Ừ. Hai chú, đừng có cãi lộn nhau nữa. Thì thôi. Hai chú đó nha. Hai chú là đồng nghiệp, cùng làm việc với nhau nè. Thì hai chú phải thương yêu nhau, đùm bọc nhau, hòa đồng với nhau chứ. Đừng có cãi lộn nữa nha. Sao cháu giống cô giáo mình quá nha. Thôi, bây giờ vậy nè. Hai chú nghe lời con.
bắt tay ôm nhau một cái làm hòa. Kìa, lên. Ôm kìa, ôm nhau thôi, thôi. Trời, 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 Hoàng Khánh Đỏ, đứng lui ra. Cái gì âm sầm vậy, hả? Trời đất ơi, cái con kia mày sao mày dám hỗn láo với hai ổng vậy? Hả? Dạ, đâu có đâu cô, con đâu có hỗn gì đâu. Trời đất ơi, mày chưa chịu hỗn mà mày ngậm máu phun người hả? Tao thấy rõ ràng vậy mà mày chưa chịu hả? Đúng không? Phải nó ngậm máu phun người tôi không? Chú, kìa, này, bà Thư, nó có nói gì đâu, nó nhẹ nhàng ấy mà, nó có nói gì đâu mà bà lại bảo nó là ngậm máu phun người, sao quá thế? Phải không? Đúng rồi, cháu không có nói gì hết chúng tôi hết á. Hai ông đánh đi! Dạ. Nè cái con kia, cái quán cà phê chém gió này không có mướn một cái con nhân viên hỗn xược như mày nghe chưa? Đi khỏi quán đi! Cái gì? Muốn không? Đi theo nó đi! Xách đồ đi theo nó! Nữa đi! Hay là tôi đi? Đừng đi! Cả hai đừng đi! Bây giờ nó không đi! Nó không đi được tôi đi! Đừng đi! Đi chơi rồi về nhé! Nè nè biết gì chưa? Chưa có gì đáng nói cả. Nè nè biết gì chưa? Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm người. Ok! Anh! Sao em? Chuyện của tụi mình á, bây giờ tính sao anh? Chuyện tụi mình? Ừ. Là chuyện gì? Trời ơi, sao anh không có chút lo lắng gì hết vậy? Lo lắng là sao, em nói rõ được không? Là chuyện gì? Thì cái chuyện mà Lena Bích cổ chụp hình em với anh. Tụi mình... Tụi mình sao? Thì hôm bữa tụi mình nhậu hơi quá chén cho nên là cổ chụp được hình tụi mình nằm bên nhau đó. Thì có sao đâu. Anh, vậy là anh không biết Lena Bích rồi. Lena Bích thế nào? Cổ sẽ không chừa bất cứ một thủ đoạn nào để có thể đạt được mục đích của mình đâu. Em có thể nói rõ được không? Mục đích để làm gì? Thì em cũng chưa có nghĩ ra nữa. Anh nghĩ là cổ sẽ không dám tung lên mạng đâu. Nếu mà anh nói như vậy á, là anh chưa biết gì về Lena Bích rồi. Em biết về Lena Bích hả? Thì cũng một chút. Như thế nào? Thì cô ta sẽ không chừa bất cứ một thủ đoạn nào để có thể đạt được mục đích của mình. Em yên tâm đi. Có anh chống đỡ cho em rồi. Em không phải lo gì hết. Anh nói thiệt á hả? Có bao giờ nói xạo với em không? Dạ chưa. Nếu như mà Lena Bích đụng tới em á, cũng như là đụng tới anh rồi, anh sẽ không để cho cô ta yên đâu. Cho nên em cứ yên tâm đi. Em biết rồi. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Thì cái chuyện của ông Tuấn đó anh. Em lại nhắc tới ông Tuấn nữa. Cái chuyện anh suy nghĩ đã đau đầu lắm rồi. Em có thể giúp được gì cho anh không? Không, em đi làm việc của mình đi. Hơi đang ngủ đừng làm phiền. Nè nè biết gì chưa? Tôi cũng đâu phải giảm người. Ok.